thiệt hại xảy ra do tai nạn lao động khó đong đếm. Đó là tính mạng, sức khỏe của người lao động, là uy tín của doanh nghiệp, là sự phát triển mỗi địa phương. An toàn vệ sinh lao động được các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người lao động cụ thể hóa bằng hành động. Khi mà doanh nghiệp vướng mắc ở đâu thì mình sẽ hướng dẫn ở đó. Chúng tôi luôn cải thiện môi trường lao động làm sao cho tốt nhất. Các thiết bị bảo hộ chúng tôi được cung cấp đầy đủ và được huấn luyện an toàn đầy đủ. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác. Chỉ một phút lơ là, thiếu quan tâm cảnh giác, tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ khi nào, với bất cứ ai, kèm theo những hậu quả khó lường, thậm chí là bi kịch cho cả nạn nhân lẫn gia đình. Trước anh còn sống, mọi việc thì đều đưa đón con cái anh còn gánh phụ cho mình. Rồi công việc anh làm thì chủ yếu là kinh tế, tại vì mình còn lo hai đứa đi học á. Bây giờ anh mất rồi thì kinh tế mình nó hơi bấp bênh. Lỡ ông may xảy ra cái rồi con thì mất bố, rồi bố mẹ thì lại mất con, vợ thì mất chồng, nó cũng khổ lắm. Với những người may mắn hơn, tai nạn lao động không chỉ gây thiệt hại về sức khỏe, thu nhập trước mắt, mà còn những hệ lụy lâu dài. Có lơ là một chút về công việc, nên xảy ra sự cố cũng ngoài ý muốn. Nhưng may mắn tôi vẫn còn sống hơn bao người khác. Bản thân mình hy vọng mọi người làm việc cẩn thận, chú ý một chút, để không xảy ra sự cố như tôi. Còn với doanh nghiệp, để xảy ra tai nạn lao động, thiệt hại cũng khó đong đếm hết được về kinh tế lẫn uy tín, thương hiệu. Nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, an toàn, đúng quy định pháp luật được xem là tiêu chí hàng đầu của các doanh nghiệp nước ngoài khi ký kết hợp tác kinh doanh. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ với người lao động, doanh nghiệp, mà còn với tiến trình phát triển kinh tế xã hội, nhất là đối với những địa phương có nền kinh tế mở, kết nối quốc tế sâu rộng như Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó, hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đều kiện toàn Ban An toàn vệ sinh lao động, triển khai các hoạt động đảm bảo về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động năm 2023, các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã triển khai huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 87.100 người lao động, phát hiện và yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục hơn 14.870 nguy cơ, rủi ro về an toàn, kiểm định hơn 77.300 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, bồi dưỡng bằng hiện vật cho gần 41.000 người lao động. Tổng kinh phí doanh nghiệp thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023 hơn 1.147 tỷ đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động cũng được ngành chức năng tỉnh thực hiện thường xuyên. Trong đó, Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với các sở ngành tổ chức thanh kiểm tra 44 doanh nghiệp. Các cấp công đoàn tổ chức gần 530 cuộc kiểm tra, tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động. Sau thanh kiểm tra và điều tra tai nạn lao động, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm với số tiền gần 570 triệu đồng. Khi mà doanh nghiệp vướng mắc ở đâu thì mình sẽ hướng dẫn ở đó, hướng dẫn cái tháo gỡ, rồi hướng dẫn cái thực hiện. Và tạo điều kiện để cho doanh nghiệp là có thể là khắc phục các cái vướng mắc đó để thực hiện cho tốt hơn. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục có chuyển biến tích cực khi hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện nghiêm các quy định an toàn vệ sinh lao động.
Trong đó, gần 130 doanh nghiệp lập hồ sơ vệ sinh lao động, 148 doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 57.400 người lao động, 41 doanh nghiệp tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho hơn 23.000 người lao động, tăng gấp đôi so với năm 2022. Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 246 vụ tai nạn lao động, làm 16 người chết, 247 người bị thương. So với năm 2022, tần suất tai nạn lao động chết người giảm 9,9%, trong khi chỉ tiêu trung bình hàng năm giảm 4%. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Austal Việt Nam chuyên đóng tàu thuyền và các phương tiện nổi, tuân thủ nghiêm ngặt quy định mang bảo hộ lao động phù hợp với từng vị trí làm việc như giày, nón, găng tay, kính che, được công ty kiểm tra gắt gao. Công ty rất chú trọng đầu tư đầy đủ thiết bị bảo hộ và cấp phát định kỳ cho người lao động. Nhóm lao động làm việc trực tiếp trong môi trường độc hại được bồi dưỡng sữa tươi hàng ngày. Nhà xưởng của công ty luôn được dọn sạch sẽ, bài trí gọn gàng. Quạt gió và máy hút bụi bố trí khắp nhà máy hoạt động liên tục. Tại công ty, cái môi trường làm việc của chúng tôi đặc thù là nó cũng có nhiều rủi ro, được sự quan tâm từ ban lãnh đạo. Đồ bảo hộ, trang thiết bị bảo hộ chúng tôi được cung cấp đầy đủ và được huấn luyện an toàn đầy đủ. Chúng tôi rất là yên tâm khi làm việc tại công ty. Chúng tôi luôn cải thiện môi trường lao động làm sao cho tốt nhất. Chúng tôi cũng khuyến khích người lao động tham gia vào chương trình an toàn vệ sinh lao động, bao gồm báo cáo các mối nguy về an toàn vệ sinh lao động. Và tại Austal Việt Nam, nhân viên được trao quyền dừng công việc khi cảm thấy môi trường công việc không đảm bảo an toàn. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ khí hàng hải BTSC MC, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với nhiệm vụ chuyên môn được người lao động hưởng ứng mạnh mẽ. Để cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao độ an toàn lao động, công ty còn phát động phong trào phát hiện mối nguy hại tại nơi làm việc. Từ phát động này, mỗi năm công ty có hàng trăm ý tưởng sáng kiến của người lao động được đề xuất và công nhận. Những đề xuất ý tưởng sáng kiến không chỉ giúp doanh nghiệp điều chỉnh cải thiện kịp thời môi trường, điều kiện làm việc để nâng cao năng suất, chất lượng, mà còn bảo vệ người lao động trong quá trình làm việc. Phát huy cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong từng ngày, từng giờ và từng dự án, cố gắng làm sao mà đạt được cái tiêu chuẩn cao nhất là và an toàn và chất lượng. Những cái sáng kiến nó sẽ làm dần dần cho cải thiện cho cái điều kiện làm việc nó tốt hơn. Đến hiện thời điểm hiện nay thì có thể nói là cái bảng thành tích về số giờ làm việc an toàn của công ty trong lĩnh vực oil and gas so với chuẩn của oil and gas của dầu khí thì công ty đang ở mức cao hơn rất nhiều. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền Nam có 31 thành viên được phân bổ đều tại các tổ sản xuất. Các thành viên đều là lao động trực tiếp nên họ hiểu và nắm rõ việc vận hành máy móc, thiết bị sản xuất, thao tác lao động, đặc biệt là quy trình sản xuất an toàn. Do vậy, nếu có bất thường, những thành viên này là người phát hiện và xử lý kịp thời, tránh xảy ra tai nạn lao động. Những năm qua, thông qua mạng lưới an toàn vệ sinh viên mà doanh nghiệp đã kịp thời điều chỉnh, khắc phục những vấn đề bất cập. 5 năm trở lại đây, doanh nghiệp không xảy ra vụ tai nạn lao động nào. Để khuyến khích, động viên mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động hiệu quả, công ty có phụ cấp mỗi người 500.000 đồng một tháng. Tôi là người trong tổ an toàn viên là cũng tuyên truyền, nhắc nhở anh em lao động. Lúc trước khi vào làm công việc là phải gọn gàng, tối đa là 6 món bảo hộ lao động để trước khi bước vào công ty, chỗ khu vực làm việc mình là phải sạch sẽ, an toàn. Đội ngũ an toàn vệ sinh viên của công ty thì đã thành lập từ lâu, song song với lại coi là những bộ phận an toàn chuyên trách thì đã quan tâm và sâu sát đến từng tổ đội. Bộ phận an toàn vệ sinh viên này thì là ở trong tất các trong cả các cái tổ đội sản xuất đều có bố trí một ít nhất là một thành viên. Ngày 26 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Tại lễ phát động, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh chú trọng việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, tổ chức tập huấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Các cơ quan quản lý quan tâm việc thanh kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục khởi công nhiều công trình xây dựng, nhiều dự án quy mô lớn hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù như chế biến về dầu khí, về xây dựng, về hóa chất, vân vân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp. Để bảo đảm các hoạt động công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2024 đạt nhiều kết quả tốt đẹp, Ủy ban tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các cấp công đoàn và toàn thể người lao động chung tay hành động về tinh thần thiết thực, hiệu quả và trách nhiệm cao. Đồng hành với doanh nghiệp, bản thân mỗi người lao động cần phải nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chấp hành các quy định về an toàn và vệ sinh lao động nhằm bảo vệ cho chính mình. Và tháng 5 năm 2024, cùng với cả nước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng triển khai tháng cao điểm để cùng nhau thể hiện sự quyết tâm tạo dựng một môi trường lao động an toàn, vệ sinh bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả.